Luận đại trí độ, quyển 19. Phẩm thứ nhất, tiếp theo. 37 phẩm trợ đạo. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng trú pháp mà trú trong Bát Nhã Ba La Mật, vì các pháp là vô sanh, nên Bồ Tát được đầy đủ bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Luận: Hỏi: 37 phẩm trợ đạo là pháp của Thanh Văn, vì sao trong đạo Bồ Tát cũng có nói đến 37 phẩm trợ đạo? Đáp: Bồ Tát tu học hết thảy các thiện pháp, hết thảy các đạo. Phật dạy ngài tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, phải tu học hết thảy các thiện pháp, hết thảy các đạo. Từ sơ càn huệ địa cho đến thập địa, Bồ Tát tu học hết cả 10 địa mà chẳng thủ chứng, đến Phật địa mới chứng. Lại nữa, trong kinh Đại Thừa Maha Diễn có nói: Chẳng phải chỉ Thanh Văn mới học 37 phẩm trợ đạo, mà Bồ Tát cũng phải học để tùy duyên hóa độ chúng sanh. Chúng sanh muốn pháp nào thì Bồ Tát hành pháp ấy. Lại còn tùy chúng sanh lợi căn hay đột căn, có tâm đại bi hay không có tâm. Không có tâm đại bi mà Bồ Tát phương tiện dạy họ hành đạo nào thích hợp. Ví như Long Vương làm mưa rơi xuống thấm nhuần cả mặt đất, khiến cho cây cỏ dù lớn dù nhỏ cũng đều được lợi lạc. Hỏi: 37 phẩm trợ đạo tuy không hẳn là dành cho đạo Thanh Văn, mà cũng chẳng phải là đạo của Bồ Tát. Thế nhưng Bồ Tát thường quan lại trong năm đường sanh tử, chẳng thủ tướng Niết Bàn, mà 37 phẩm trợ đạo lại nói về pháp Niết Bàn, không nói đến Đại Bi, cũng không nói đến Ba La Mật. Như vậy, vì sao nói Bồ Tát được đầy đủ 37 phẩm trợ đạo? Đáp: Bồ Tát tuy quan lại trong các nẻo đường sanh tử, nhưng cũng phải biết cả thế gian lẫn Niết Bàn. Biết như vậy rồi mới lập đại thệ nguyện, hành thập pháp Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến thành Phật đạo. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng mũi tên giải thoát bắn lên không trung. Mũi tên Bát Nhã không rớt xuống thế gian, mà cũng chẳng rơi về Niết Bàn. Nếu Bồ Tát trú trong sanh tử mà chẳng có được thật trí, thì chẳng có thể nhẫn thọ các việc khó khăn. Đến khi cần đạo quả thật trí thì Bồ Tát liền chuyển thế gian thành Niết Bàn. Vì sao? Vì Bồ Tát rõ biết cả ba cõi đều theo duyên hòa hợp sanh, đều không có tự tánh. Vì không có tự tánh nên là không, vì là không nên cũng chẳng chấp tướng Niết Bàn. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát không trú pháp mà trú Bát Nhã Ba La Mật. Do trú Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát được pháp vô sanh, được đầy đủ bốn niệm xứ. Bồ Tát có trí huệ thâm sâu như vậy nên xem thế gian tức Niết Bàn. Hạng Thanh Văn chẳng có trí huệ thâm sâu như Bồ Tát nên chẳng thấy được thế gian tức Niết Bàn. Trong kinh Phật dạy ngài tu Bồ Đề rằng: Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Không tức là Niết Bàn, Niết Bàn tức là không, như bài kệ thuyết: Niết Bàn tức thế gian tức Niết Bàn, Niết Bàn và thế gian chẳng hai cũng chẳng khác. Bồ Tát đã vào được thật tướng pháp nên chẳng nhàm chán thế gian mà cũng chẳng đắm chấp Niết Bàn. Hỏi: Tu bốn niệm xứ là đủ rồi, cần gì phải tu đầy đủ 37 phẩm trợ đạo? Đáp: Mặc dù tu đầy đủ bốn niệm xứ cũng được đạo, thế nhưng Bồ Tát vẫn dạy cho chúng sanh tu bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Vì sao? Vì tâm tánh chúng sinh không đồng nhau, kiết sử có rẻ mỏng sai khác, nên Bồ Tát phải tùy từng đối tượng chúng sanh mà lựa chọn pháp thích hợp, nhằm dạy cho họ, dẫn họ vào đạo vậy. Phật pháp tuy là thật tướng pháp, tuy là nhất tướng, là vô tướng, nhưng vì lợi ích cho chúng sanh mà Phật phương tiện đọc ra 12 bộ kinh, 84.000 pháp môn, để mỗi chúng sanh dễ bề chọn lựa pháp môn tu thích hợp với căn trí của mình. Ý như thấy chúng sanh chìm đắm trong bể khổ luân hồi, Phật thuyết bốn thánh đế, thân tâm đều là khổ. Nhân duyên sanh khổ chính là ái và các phiền não. Khi đoạn sạch phiền não thì hết khổ, khi hết khổ thì liền thấy Niết Bàn. Lại nữa, thấy chúng sanh thường bị loạn tâm nên Phật thuyết bốn niệm xứ, vân vân. Như vậy Phật là bậc vương y, dùng đủ loại thuốc khác nhau tùy theo bệnh của mỗi chúng sanh mà chẩn mạch cho thuốc vậy. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: Trong một thời pháp, Phật hướng về một tỳ kheo và nói: Này tỳ kheo, nếu chẳng phải vật mà ngươi ưa thích thì ngươi chẳng nên lấy. Vị tỳ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, pháp gì mà con chẳng ưa thích thì con không nên nhận. Phật dạy: